Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Khánh Huyền. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Các bạn ạ, sắp tới chúng ta sẽ đón một dịp Tết vô cùng đặc biệt. Đó là Tết Trung Thu. Có lẽ bất kỳ ai cho chúng ta cũng đều hiểu về ngày Tết này rồi phải không nào? Thế nhưng các bạn có biết nguồn gốc và sự ra đời của ngày Tết này không? Nếu không, hôm nay Khánh Huyền sẽ bật mí cho các bạn về sự ra đời của ngày Tết Trung Thu nhé. Tờ truyền rằng vua Đường Minh Hạo trong một lần vi hành ngắm trăng tại đêm rằm tháng 8, nhà vua đã tình cờ gặp được đạo sĩ Diệp Phát Thiện. Vị đạo sĩ này đã đưa nhà vua lên cung trăng ngắm cảnh. Quả đỗi bất ngờ trước cảnh đẹp huy hoàng nơi cung trăng, cho dù đã trở về nhân gian, nhà vua cũng không thể nào quên được. Sau đó, người liền ra lệnh cho người dân dựng vọng nguyệt đài để người có thể ngắm trăng một cách rõ nét và đẹp đẽ nhất. Kể từ ngày hôm ấy, nhà vua đặt ngày rằm tháng 8 chính là Tết Trung Thu và ra lệnh cho người dân khắp vùng ca hát nhảy múa để kỷ niệm cho dịp Tết ăn mừng, để kỷ niệm cho chuyến đi kỳ lạ của người. Sau hôm ấy, Tết Trung Thu đã trở thành một nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của người dân Trung Hoa. Tết Trung Thu cũng đã được lưu truyền tới Việt Nam, trở thành ngày Tết cho trẻ em trông trăng, phá cỗ. Vậy là hôm nay chúng ta đã có thêm nhiều hiểu biết về ngày Tết Trung Thu rồi phải không nào? Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe channel của mình để biết thêm nhiều điều bổ ích và mới mẻ hơn nhé. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại.